Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đạt Thôi Công Nghệ Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi tiếp môn thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm về cái phần sơ đồ vẽ quy trình ha. Thì trong phần 11 hôm trước tôi đã ôn cho các bạn về cái quy trình sản xuất bột cà phê hòa tan từ cà phê nhân. Thì trong video phần 12 ngày hôm nay tôi sẽ trình bày về cách để sản xuất tương ớt đóng chai từ ớt tươi ha. Và bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Thôi Công Nghệ Thực Phẩm, nghiêm cấm các hành vi sao chép cũng như là re-up trên kênh khác nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và trong video kỳ sau á, tôi sẽ làm về phần hạt điều rang muối nha. Cái hình hạt điều thấy cưng ghê không? Quá. Phần sau là tôi sẽ làm về đậu phộng da cá chứ. Rồi, cứ theo thứ tự của cái đề cương ôn nha các bạn ha. Đầu tiên á, tôi muốn cho các bạn có một cái cách nhìn trực quan về cái quy trình sản xuất tương ớt. Cho nên là tôi có một cái video cũng là trên kênh YouTube của tôi luôn ha. Tôi sẽ quay lại cho các bạn cái cách. Các bạn nào đã học thực hành thịt trứng thủy sản á, thì các bạn gia nước chấm gia vị là các bạn đã được học tương ớt này. Rồi, đầu tiên là cách để làm ra một cái tương ớt, chúng ta cần phải có các nguyên liệu như sau. Các nguyên liệu các bạn đã được học giống như là ớt nè, cà chua để cho giảm độ cay của ớt và tăng giá trị cảm quan cho sản phẩm, tỏi nè, hành nè, vân vân, các gia vị như là muối, đường và bột ngọt để điều vị. Đầu tiên á, các bạn sẽ xay các nguyên liệu và các bạn sẽ trộn ha. Xay và các bạn sẽ lọc ớt xay ra, chúng ta sẽ lọc thu lấy cái dịch nước. Các bạn nhớ là cái tương ớt á là sẽ thu lấy cái dịch, không có cái xác và không có cái thịt của ớt ha. Ở đây có bước trộn khoai tây vô làm chi. Nếu mà trong truyền thống á, thì người ta sẽ sử dụng khoai tây để người ta trộn vô người ta làm tương ớt. Nhưng mà tương ớt hiện nay á, thì người ta sẽ sử dụng tinh bột các bạn. Tinh bột người ta có sẵn là giống như là người ta trộn vô một cái phụ gia để tạo cái độ nhớt cho cái sản phẩm. Và người ta sẽ thường sử dụng tinh bột nè, xanh thanh gum nè. Nói chung là các cái loại mà để tạo cái độ nhớt cho cái tương ớt nó sánh, nó sệt. Các phụ gia tạo độ sánh, độ sệt là các dạng thuộc về tinh bột biến tính nè, CMC nè, xanh thanh gum, là những cái phụ gia tạo độ sánh, độ sệt. Nhưng mà các bạn học thực hành thì các bạn sẽ được làm từ khoai tây ha, cho nó an toàn. Rồi sau khi chúng ta chọn gia vị phụ gia vào, chúng ta sẽ khuấy và sẽ tiến hành gia nhiệt ha, để cho hỗn hợp nó được hòa tan một cách đồng nhất. Rồi sau đó là chúng ta sẽ rót vào hũ và tạo ra được sản phẩm với cái màu như vậy. Để mà tạo ra được cái màu cam như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hai loại màu, đó là màu đỏ Bonsia 40R và màu đỏ cam Sunset Yellow nha. Thì các bạn sẽ phối trộn hai cái màu đó thì các bạn sẽ ra được cái màu tương ớt rất là đẹp như vậy. Và các bạn sẽ xem các video thực hành công nghệ sản xuất thực phẩm khác trên kênh TikTok Tô Thành Đạt Công Nghệ Thực Phẩm, hoặc là kênh YouTube của tôi, là các bạn sẽ xem bên cái phần short ha. Ở đây có thực hành nấu sản xuất đường, nấu chè gì nè, vân vân. Ý, sản xuất chè trong là bên đường các bạn. Rồi, nói là cho các bạn nhìn một cái sơ đồ cho nó dễ hiểu vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ đi vô cái phần nội dung chính ngày hôm nay á. Thì cũng như các bước như tôi vừa trình bày, thì đây là cái sơ đồ khối thể hiện cái quy trình công nghệ sản xuất tương ớt đóng chai từ ớt tươi ha. Đầu tiên các bước là gì? Các bước của chúng ta sẽ bắt đầu từ việc nguyên liệu. Cái này vẫn là sai nha các bạn, như trong video các phần trước tôi đã hướng dẫn là cái nguyên liệu và các sản phẩm sẽ đựng trong hình, cái hình mà bo bốn góc á, cái hình gì nè, hình nó bo bốn góc lại chứ không phải là hình chữ nhật và cũng không phải là hình oval như vậy ha. Vẽ như vậy là bị sai đó. Các bạn sẽ để vẽ trong cái hình chữ nhật bo bốn góc. Thì ớt tươi sau khi các bạn lựa chọn xử lý là loại bỏ ra những cái trái mà bị dập. Rồi các bạn sẽ cắt đầu, cắt cuống gì đó của nó ha. Sau đó các bạn sẽ đem hấp, có thể không hấp,
cái bước này không quan trọng. Cái bước này không quan trọng tại vì ở bên dưới của chúng ta nè có đã có bước gia nhiệt rồi. Như trong video nãy tôi chỉ các bạn á thì không có bước bước hấp. Không có bước hấp ớt tươi trước nha, có hấp thì các bạn sẽ hấp khoai tây. Hấp khoai tây, hấp cà chua trước thôi chứ ớt tươi thì không cần hấp. Sau đó các bạn sẽ xay nghiền ha. Nghiền. Rồi. Cái phương pháp nghiền là các bạn sẽ, nếu mà trong công nghiệp á, thì các bạn sẽ sử dụng máy nghiền búa để cho cái hộp nó không bị bể ra, không có bị bể nát ha, để lát chúng ta có thể lọc lại được. Sau khi nghiền các bạn sẽ lọc lọc ra bỏ. Trong bước khuấy hồi nãy tôi có cho các bạn xem rồi đó, thì chúng ta sẽ bổ sung gia vị phụ gia này thì các bạn sẽ vẽ trong cái hình vuông, hình chữ nhật bo bốn góc ha. Nó như cái hình của cái biểu tượng Rowley này, hình chữ nhật bo bốn góc là gia vị phụ gia. Các bạn không cần ghi cụ thể, các bạn ghi gia vị phụ gia là người ta biết rồi. Trong cái quá trình khuấy. Và cuối cùng các bạn trước khi rót chai các bạn nhớ gia nhiệt cho tôi lên cái. Để chi gia nhiệt, mục đích là chế biến nè. Là nãy giờ các bạn thấy nguyên quá trình của người ta, nếu mà loại trừ cái bước hấp ra thì chưa có cái bước xử lý nhiệt ha. Gia nhiệt ở đây là dùng để tiêu diệt vi sinh vật nè, rồi làm tăng cái thời hạn bảo quản cho sản phẩm, rồi làm chế biến luôn ha. Cuối cùng rót chai và tạo thành sản phẩm. Nếu được thì các bạn sẽ tiến hành bảo ôn, tại vì các cái sản phẩm mà dạng tương này nó sẽ dễ bị tách, tách lớp tách nước tách. Nếu được thì các bạn sẽ thêm bước bảo ôn, còn không thì không cần. Và cái bước rót chai này nè, nếu mà người ta có hỏi các bạn sau này các bạn đi làm á, là nếu mà cái sản phẩm này có độ nhớt cao, cái sản phẩm tương của chúng ta là một cái sản tương ớt á, là một cái sản phẩm có cái dạng độ nhớt cao, nếu mà các bạn học bên môn tính chất vật lý và vật liệu thực phẩm rồi thì các bạn đã phân biệt được độ nhớt là cái ứng sức trượt, tỷ lệ trượt gì hồi đó các bạn học á, không biết các bạn còn nhớ không ha. Nói chung là cái tương ớt của chúng ta là một cái loại độ nhớt cao. Thì rót chai, thì trong cái bước rót chai này các bạn phải là chiếc rót nóng. Tại vì sao? Tại vì cái nguyên tắc của chúng ta, độ nhớt nó sẽ giảm khi mà nhiệt độ cao ha. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Cái độ nhớt tôi ký hiệu là chữ mi. Cái chữ mi nè, độ nhớt nó sẽ giảm xuống khi mà nhiệt độ cao. Các bạn tưởng tượng một cái dung dịch rất là nhớt, nó sẽ sấm sệt, nó rất là khó mà để cho qua các cái đầu rót ha. Nếu mà các bạn rót nguội thì nó cái nhiệt độ nó thấp thì cái độ nhớt nó cao. Độ nhớt nó cao thì cái lực rót vô mấy cái chai tương ớt nó rất là khó, được chưa? Cho nên là chúng ta phải chiếc rót nóng. Cái rót chai này chúng ta phải chiếc rót nóng ha. Cái rót chai này chúng ta phải chiếc rót nóng. Nếu mà bây giờ các bạn nếu mà để các bạn mà để thi môn này thôi á, thì các bạn chỉ cần ghi bước rót chai là được. Nhưng mà sau này khi đi làm hoặc là khi mà các bạn đi phỏng vấn á, người ta có thể hỏi các bạn một câu nè. Ví dụ người ta hỏi em hãy xây dựng cho tôi cái quy trình sản xuất tương ớt. Ví dụ các bạn nộp CV vô phỏng vấn cái quy trình sản xuất tương ớt đi. Vậy thì cái người ta có nhiều khi người ta sẽ thử các bạn bằng cách người ta hỏi các bạn rót chai á, là em sẽ rót nóng hay rót nguội. Thì lúc đó các bạn hãy nhớ đến cái câu mà tôi nói hôm nay. Các sản phẩm thực phẩm có độ nhớt cao thì chúng ta sẽ phải rót nóng để cho nó việc chiết rót nó một cách dễ dàng ha. Rồi đây là phần thuyết minh quy trình, thì các bạn ghi ngắn gọn. Các bạn có thể gạch đầu dòng cho giáo viên dễ chấm ha. Các thuyết minh quy trình á, thì các bạn sẽ ghi ngắn gọn thôi. Thì ớt tươi sau khi sơ chế bỏ cuốn làm sạch, đem hấp với hơi nước bão hòa ở nhiệt độ 100 độ C. Hấp để chi? Hấp để cho nó tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái quá trình nghiền sau này á. Nó chuẩn bị cho quá trình nghiền á, hấp á. Đồng thời nó sẽ tiêu diệt các loại vi sinh vật có thể trong trái ớt. Sau đó nghiền nát và lọc qua vải lọc, khuấy trộn với hỗn hợp muối, đường và phụ gia. Phụ gia ở đây như nãy tôi nói rồi, thì có một số chất phụ gia bây giờ sẵn. Ví dụ mốt khi mà các bạn đi làm á, người ta có thể hỏi, nếu mà các bạn nộp CV vô cái công ty tương ớt đi, thì người ta có thể hỏi các bạn em có thể cho biết một số phụ gia trong tương ớt là gì. Thì trong phụ gia trong tương ớt á, nó sẽ có cái gì ha? Đâu, chữ checkbox ở đây. Thì có thể có chất làm dày nha các bạn. Chất làm dày.
Có thể các bạn sẽ biết với san thanh gum. San thanh gum là chất làm giày ha, và một số loại gum khác như là gum arabic, rồi nhiều loại gum lắm, hoặc là tinh bột, hoặc là CMC. CMC là cái chất để làm cho nó sọt thôi chứ không có gì. Ngoài ra còn có cái gì, trong phụ da của chúng ta sẽ có các chất tạo màu. Như nãy tôi nói rồi á, thì chúng ta sẽ có màu sunset. Sunset ha, S-U-N S-E-T Yellow là cái màu vàng cam cam. Rồi màu bone C4R là màu đỏ nha các bạn. Ngoài ra còn có màu tatrazine là màu vàng nếu các bạn muốn pha. Rồi cái phụ gia trong tương ớt nữa là có cái gì nữa nè, chất bảo quản. Thì các bạn có thể thấy được cái chất bảo quản mà thường được sử dụng trong các cái loại tương, tương ớt, tương cà, tương đen, tương xí muội, tương nói chung là các loại nước chấm á, người ta sẽ sử dụng natri ben soát hay gọi là natri benzoát ha. Thường thường người ta sẽ sử dụng cái chất này để làm chất bảo quản cho các loại nước chấm. Rồi còn cái gì nữa, có thể là có một số loại chất như là chất chống mốc nè, natri benzoát thì ra là chất chống mốc. Rồi ok ha, được rồi, làm sao để di chuyển này lên đây. Rồi ok, này xóa đi, này xóa sao các bạn. Tôi không biết cách xóa này, nếu mà tôi bấm kia thì nó sẽ mất. Ok đi, để nguyên ha. Rồi thì các bạn nào mà học đã học môn thực hành thịt trứng thủy sản nước chấm gia vị thì đã biết được các cái vấn đề này ha, để sau này mà khi các bạn đi làm thì các bạn biết, các bạn nhớ. Các bạn xem video của tôi là sẵn ở đây, sẵn các bạn ôn thi là một, ngoài ra tôi sẽ ôn tập lại cho các bạn các kiến thức để mà sau này các bạn đi làm hay các bạn có nghiên cứu, khi ví dụ các bạn có nghiên cứu một cái loại nước chấm như bạn tôi nó đang làm tương thanh long hay gì đó, nó không biết chất bảo quản thường là gì thì nó sẽ coi loại này, nó biết là natri benzoát ví dụ vậy, hoặc là cái chất làm giày đi bỏ vô cho nó sệt sệt là san thanh gum, rồi gum arabic gì đó vân vân. Các cái đó thì các bạn sẽ xem lại. Nãy tôi nói tới đâu rồi, tôi nói tới phụ gia. Giờ chúng ta sẽ tiến hành gia nhiệt ở 100 độ C trong khoảng 5 đến 10 phút, khuấy liên tục để đạt được độ đặc mong muốn nè. Độ đặc, cái nãy cái độ đặc, cái mà tôi nói ở trên đó là cái phần độ đặc. Độ đặc là nó sẽ do cái chất làm dày quyết định. Và trong cái video trên TikTok hồi nãy tôi cho các bạn xem á, là cái chất làm dày của tôi đã bỏ nó vô đó là khoai tây, cái tinh bột khoai tây ha, để cho nó tạo cái độ đặc mong muốn. Sau đó các bạn sẽ rót chai hoặc sản phẩm tương ớt đóng chai. Rồi thế thì đó là cái toàn bộ cái quy trình ôn thi phần 12 tương ớt đóng chai từ ớt tươi ha. Các bạn thấy tôi làm cái bìa này có thấy đẹp không? Lâu lâu tôi sẽ ngửa ngửa một chút. Rồi kỳ sau thì tôi sẽ ôn về cái phần đậu phộng vẫy cá chiên chân không, hạt điều rang muối chanh dây ha, vân vân, nói chung là trong cái đề ôn của các bạn á. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, và bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công Nghệ Thực Phẩm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều nè.